Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề để thảo luận, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết dẹp việc đưa 909,8 m² đất nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thắng Tam ra khỏi nghị quyết 02/2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu dẹp việc xác lập quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn thành phố. Thông qua chủ trương đầu tư giãn di dời tượng đài dầu khí thành phố Vũng Tàu từ địa điểm hiện tại dòng xoay Nguyễn An Ninh, Thống Nhất, Bình Chả về lắp đặt có đầu tư thêm tại khu vực công viên Ẻo Ông Từ, phường 12. Tổng mức đầu tư giãn là hơn 38,1 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách thành phố Vũng Tàu là hơn 3 tỷ đồng, còn lại 35 tỷ đồng là kinh phí do Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro hỗ trợ. Cũng tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã bầu ông Nguyễn Trọng Thụy, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Vũ Văn Hùng, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội và ông Nguyễn Hữu Nam, trưởng phòng Tư pháp thành phố Vũng Tàu.